Cơ quan điều tra kết luận bố bị can gây thương tích nặng cho nam sinh lớp 8 không phải đồng phạm. Lời khai của người chồng sát hại vợ rồi phi tang xuống sông ở Lào Cai. Xe khách mất lái lật xuống đường, một người tử vong. Bắt ba nữ quái lừa bán hai bé gái vào quán karaoke. Chặn xe chở 11 tấn mỡ động vật không rõ nguồn gốc, bốc mùi hôi thối chuẩn bị vào nhà hàng. Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube Báo Lao động của chúng tôi. Vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Long Biên Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra vụ nam sinh lớp 8 bị tấn công gây chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ ở sân đình Lệ Mật. Theo kết luận, người bố đưa hai con ra sân đình giải quyết mâu thuẫn nhưng không phải đồng phạm trong việc gây thương tích cho nam sinh này. Trong vụ án này, Trương Văn Minh, sinh năm 2008, ở phường Việt Hưng, quận Long Biên, bị đề nghị truy tố tội cố ý gây thương tích theo quy định tại điểm A, khoản 4, điều 134, Bộ luật hình sự. Cơ quan điều tra xác định TVK, sinh năm 2012, em trai Minh là đồng phạm với Minh về hành vi gây thương tích cho cháu Nguyễn Hoàng Đê, sinh năm 2007, chú quận Long Biên. Tuy nhiên, tính đến thời điểm phạm tội, ca chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự cơ quan điều tra đã thông báo về địa phương nơi cư trú và trường học của ca để phối hợp quản lý, giáo dục cháu. Đối với ông TVT, sinh năm 1979, bố Minh và ca, cơ quan điều tra kết luận ông T không đồng phạm với Trương Văn Minh trong việc gây thương tích cho nạn nhân. Trước đó, Công an Hà Nội cho biết, chiều ngày 17 tháng 3, ca chơi tại khu vực sân Bát Giác trong khuôn viên Đình Lệ Mật thì xảy ra mâu thuẫn và bị cháu đê tác động. Ca chạy đi gọi anh trai là Minh để nhờ giải quyết mâu thuẫn khi hai anh em đi bộ ra sân đình lệ mật thì gặp bố đẻ là ông Tê. Nghe con kể, ông Tê chở hai con bằng xe máy ra sân đình lệ mật để giải quyết. Khi đến khu vực đình lệ mật, ông Tê bảo hai con đi vào sân đình gặp ông nội đang có mặt ở đấy. Còn ông Tê quay xe định ra về. Lúc này, ông Tê thấy Minh chạy vào tấn công làm cháu đê ngã ra đất thì vào căn ngăn rồi chở hai con về nhà. Sau đó, ông Tê trở lại khu vực sân đình lệ mật, thấy cháu đê có biểu hiện choáng, mặt tái, nên đưa cháu vào bệnh viện đa khoa Đức Giang cấp cứu. Sau khoảng 2 tháng điều trị, nam sinh NHD không qua khỏi. Quá trình điều tra, công an xác định có 3 nhân chứng chơi bóng cùng đệ và chứng kiến hành vi của mình. Cơ quan công an đã lấy lời khai của các nhân chứng để phục vụ điều tra. Tại cơ quan điều tra, Minh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lời khai của mình đối với hành vi gây thương tích cho đệ phù hợp với các tài liệu, chứng cứ cơ quan điều tra đã thu thập được. Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Trương Văn Minh để điều tra tội cố ý gây thương tích. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình Minh mới bồi thường cho gia đình nạn nhân 100 triệu đồng. Liên quan đến vụ án mạng kinh hoàng gây xôn xao dư luận ở Lào Cai ngày 14 tháng 8 mới đây, Công an huyện Bắc Hà đã triệu tập Vũ Văn Tâm, sinh năm 1967, hung thủ vụ án đến làm việc. Tại cơ quan công an, Tâm đã khai nhận các hành vi ra tài sát hại vợ rồi ném xuống sông để phi tang, khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Theo lời khai của hung thủ, vào tối ngày 2 tháng 8, hai vợ chồng xảy ra cãi vã nên Vũ Văn Tâm đã dùng vật cứng tác động vào người chị Giàng Thị Tê, vợ Tâm, bị thương nặng. Đến sáng ngày 3 tháng 8, thấy chị Giang Thị Tê đã tử vong, nên Tâm trần nạn nhân xuống cầu bào nhai rồi vứt xuống sông chảy, sau đó đi về nhà. Trước đó ngày 14 tháng 8, Ủy ban nhân dân xã Nậm Mòn, huyện Bắc Hà Lào Cai cho biết trên địa bàn xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Qua điều tra, do mâu thuẫn gia đình, đối tượng Vũ Văn Tâm đã sát hại vợ là chị Giang Thị Tê. Cả hai đều trú tại thôn Cô Dề Trại, xã Nậm Mòn. Sau đó, đối tượng chở nạn nhân xuống cầu Bảo Nhai thuộc xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà để phi tăng. Được biết, đối tượng Tâm và chị Giang Thị Tê đã có với nhau ba người con, trong đó Giang Tê A là con gái lớn. Theo cháu Giang Tê A kể lại, từ ngày 2 tháng 8 đến 9 tháng 8, Giang Tê A đang học đại học tại Hà Nội và liên tục gọi điện cho mẹ là Giang Thị Tê, nhưng không được. Đến ngày 10 tháng 8, khi Tê A về nhà hỏi mẹ đâu, thì đối tượng Tâm nói chị Giang Thị Tê đã bỏ nhà đi và để lại thư tay. Khi đọc thư của mẹ mà bố đưa, Tê A nghi ngờ không phải chữ của mẹ nên gặng hỏi, nhưng Tâm chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Biết có chuyện chẳng lành nên Tê A đã đến công an xã Nậm Mòn trình báo. Để điều tra làm rõ vụ việc, ngày 14 tháng 8, Công an tỉnh Lào Cai và Công an huyện Bắc Hà đã phối hợp dựng lại hiện trường tại nhà nạn nhân hiện chính quyền địa phương cùng người dân đang triển khai tìm kiếm chị Giàng Thị Tê trên sông chảy. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Thưa quý vị, ngày 14 tháng 8, Công an huyện Cà Đông Ba, tỉnh Gia Lai đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ xe khách lật nghiêng và lộn nhiều vòng trên quốc lộ 25 khiến một hành khách tử vong, những người còn lại trên xe bị thương nặng. Theo thông tin, vào khoảng 6 giờ sáng ngày 14 tháng 8, xe ô tô khách 16 chỗ do tài xế Ngụy Thiên Sanh Phú, sinh năm 1974, trú tại thôn mới, xã Trư Rơ Căm, huyện Cà Rông Ba, điều khiển, lưu thông theo hướng Gia Lai đi Con Tôm. Khi ô tô khách đến km 108 800, quốc lộ 25 thuộc địa phận Buôn Phùm, xã Ia Rơ huyện Cà Đồng Ba, tỉnh Gia Lai, thì mất lái dẫn đến lật nghiêng về phía bên phải theo chiều lưu thông và lộn nhiều vòng. Thời điểm này, trên xe có 5 hành khách. Hậu quả, bà Đỗ Thị Trinh, sinh năm 1961, trú thôn Đắc Ma, thị trấn Đắc Hà, huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum là hành khách trên xe tử vong trên đường đi cấp cứu. Những người còn lại bị xây xước, chấn thương vùng mềm, xe ô tô hư hỏng nặng. Kết quả xác minh ban đầu của cơ quan công an xác định, tài xế xe ô tô khách có giấy phép lái xe hạng D, thời hạn đến ngày 5 tháng 6 năm 2028. Tài xế không có nồng độ cồn, xe khách còn hạng đăng kiểm đến ngày 12 tháng 9 năm 2024 và có lệnh vận chuyển hành khách ngày 14 tháng 8 năm 2024 do Hợp tác xã Vận tải Phương Nam Cấp Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. Mới đây, ngày 14 tháng 8, thông tin từ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam ba nữ bị can trong độ tuổi thanh thiếu niên để điều tra về tội mua bán người chưa đủ tuổi lao động. Thông tin cho biết, ngoài ba nữ bị can trên, công an còn khởi tố hai nữ bị can khác là N sinh năm 2007 và H sinh năm 2005. Hai nữ bị can này được cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Bước đầu điều tra, ngày 14 tháng 12 năm 2023, một nhóm gồm ba cô gái đến thành phố Buôn Ma Thuột thuê trọ để tìm việc làm. Do không có việc làm và cần tiền tiêu xài, ba người này bàn bạc với nhau sẽ dụ dỗ, lừa gạt người khác đi làm quán nhậu rồi bán cho các quán karaoke. Khi biết hai bé gái cùng sinh năm 2008 ở huyện Cư Mờ Ga muốn lên thành phố Buôn Ma Thuột tìm việc làm, cả nhóm đã tiếp cận dụ dỗ, sau đó, cả nhóm đã liên hệ bán hai bé gái cho N và H với giá 4 triệu đồng để phục vụ quán karaoke. Khi biết mình bị bán vào các quán karaoke, hai bé gái không chịu phục vụ khách, H và N đã liên hệ để trả hai bé gái và đòi lại tiền nhưng không được. Khi biết tin hai bé gái bị lừa bán, người thân đã trình báo vụ việc đến cơ quan công an. Ngày 14 tháng 8, cục quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình cho biết, lực lượng chức năng của đơn vị vừa phát hiện và tạm giữ một xe tải chở 11 tấn mỡ động vật không rõ nguồn gốc đang có dấu hiệu phân hủy, bốc mùi hôi thối đang trên đường di chuyển đến một nhà hàng để tiêu thụ. Theo đó, thông qua công tác quản lý địa bàn, ngày 13 tháng 8, đội quản lý thị trường số 3, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Quảng Bình phát hiện xe tải nhận hàng hóa có dấu hiệu vi phạm tại một địa điểm tập kết hàng tại tổ dân phố Biến Trợ, phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình để vận chuyển đi tiêu thụ. Sau đó, đội quản lý thị trường số 3 phối hợp tổ tuần tra kiểm soát giao thông 141 thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Bình đã dừng phương tiện để kiểm tra hàng hóa trên xe vận tải do ông Phan Chí Thức có địa chỉ tại thôn Pháp Kệ, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình điều khiển. Qua khám phương tiện, phát hiện trên xe vận chuyển hàng hóa gồm 11.236 kg sản phẩm động vật làm mỡ bò các loại, không rõ nguồn gốc xuất xứ, được đựng trong 225 bao tải dứa, trong đó gồm 7.763 kg mỡ dạng lòng, đồng đặc, 144 bao và 3.473 kg mỡ dạng khô, 81 bao, không có hóa đơn, giấy tờ hợp lệ và đang có dấu hiệu phân hủy, bốc mùi hôi thối. Theo các cán bộ quản lý thị trường, quan sát bằng mắt, thầy mỡ được vận chuyển trái phép khoảng 2 3 trọng lượng có dạng lòng, đồng đặc màu vàng và số còn lại dạng khô, màu đen, đều bốc mùi hôi khó chịu. Theo khai nhận ban đầu, lái xe là ông Phan Trí Thức, được thuê chở số hàng hóa trên từ phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn đến địa điểm giao hàng tại xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch. Trên đường đi thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Đội quản lý thị trường số 3 thiết lập hồ sơ vụ việc, tạm giữ toàn bộ tăng vật vi phạm để tiếp tục xử lý theo quy định. Bị cấm thuyết giảng ông Thích Chân Quang mở áp giảng online. Đề nghị truy tố bị can vụ nam sinh lớp 8 bị hành hung dẫn đến tử vong ở Hà Nội. Xe ô tô tải bất ngờ mất lái lao xuống cầu Khe Sang, hai người bị thương. Khởi tố vụ án 8 ô tô đâm liên hoàn trên cầu Phú Mỹ. Đối tượng nghiện ma túy giả danh công an chạy án. Xin kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube của chúng tôi. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ mời quý vị theo dõi phần thông tin chi tiết. Thưa quý vị, liên quan đến những lùm xùm xoay quanh vị trụ trì chùa Phật Quang, ông Thích Trần Quang, khi thông tin vị thượng tọa này chưa có bằng cấp 3, còn chưa lắng xuống. Thì nhiều người lại sốc trước thông tin dù bị cấm thuyết giảng, thế nhưng ông Thích Trần Quang vẫn mở áp thuyết giảng trên điện thoại và đăng tải các bài giảng của mình. Trước đó, cộng đồng mạng xã hội Facebook xôn xao khi một tài khoản cá nhân đăng tải hình ảnh áp ứng dụng pháp quang với nội dung Thầy Quang chơi khôn phết. Giáo hội cấm thầy thuyết giảng 2 năm và bắt thầy gỡ các video thuyết giảng trên kênh YouTube Pháp Quang, thì thầy chuyển sang app App Pháp Quang này có đầy đủ các video, audio và các bài hát của thầy, cả sách audio và sách giấy. Kiểm chứng thông tin nhiều người đã gõ tìm kiếm trên điện thoại và bất ngờ App Pháp Quang xuất hiện nhanh chóng. App Pháp Quang có một số thông tin cụ thể, nhà phát triển là Dinh Dương Phong, App Pháp Quang 4 tuổi, thuộc danh mục giáo dục. App Pháp Quang có nội dung giới thiệu ứng dụng Pháp Quang là ứng dụng phổ biến các bài giảng video, audio, kinh tụng sách nói và sách giấy của thượng tọa Thích chân quang, màn hình trang chủ tổng hợp các chức năng chính, video các bài giảng phật pháp có hình, audio các bài giảng phật pháp không có hình, chỉ có âm thanh, sách nói, sách đọc và thu âm. Trong phần xếp hạng, nhận xét của áp phát quang xuất hiện khá nhiều bình luận, đánh giá, đáng chú ý là có nhiều bình luận đánh giá xuất hiện cách đây 2 năm. Trước đó, ngày 19 tháng 6, Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhận được đơn thư của Cộng đồng Phật tử Nhân dân và Thông tin Đại chúng phản ánh những bài giảng Pháp của Thượng tọa Thích Dân Quang gây hoang mang trong xã hội, phản ứng của cộng đồng, làm suy giảm niềm tin Phật Pháp và ảnh hưởng đến uy tín của giáo hội. Ngày 18 tháng 6, các cơ quan của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã họp, xem xét sự việc với sự tham dự của Thượng tọa Thích Dân Quang. Sau khi thẩm tra báo cáo đánh giá nội dung của các video thuyết giảng của Thượng tọa Thích Chân Quang và ý kiến của đại biểu dự họp, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự khẳng định một số nội dung thuyết giảng về giáo lý nhân quả của Thượng tọa Thích Chân Quang không đúng chánh pháp, gây hoang mang trong xã hội. Do đó, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự quyết định kỷ luật Thượng tọa Thích Chân Quang, yêu cầu tu sĩ này không được thuyết giảng dưới mọi hình thức, không chủ trì tổ chức các sự kiện tập trung đông người tại Thiền Tôn Phật Quang và các địa điểm khác trong thời gian 2 năm. Thiền Tôn Phật Quang và Thường Tọa Thích Dân Quang phải thu hồi tất cả phái quy y tam bảo có nội dung tự sửa một 100 năm giới không đúng với ngũ giới do Đức Phật chế trong giới luật Phật giáo, gỡ bỏ tất cả các bài giảng có nội dung gây hoang mang xã hội. Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 bị hành hung trong lúc chơi bóng rổ khiến nạn nhân rơi vào tình trạng chết não và tử vong không lâu sau đó, Ngày 15 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Long Biên, Hà Nội đã ban hành kết luận điều tra vụ, đồng thời đề nghị truy tố một bị can về tội cố ý gây thương tích. Người bị truy tố là Trương Văn Minh sinh năm 2008, cũng chính là người đã trực tiếp trút đòn lên nam sinh NHD sinh năm 2010, học sinh lớp 8 trú tại quận Long Biên. Theo kết luận điều tra, khoảng 15 giờ 10 phút ngày 17 tháng 3, TVK sinh năm 2012 trú tại quận Long Biên, chơi tại khu vực sân đình lệ mật thì phát sinh mâu thuẫn với đê sau đó ca chạy đi gọi anh trai là trương văn minh để nhờ giải quyết mâu thuẫn khi hai anh em ca đi bộ ra sân đình lệ mật thì gặp bố là ông tvt sinh năm 1979 và kể lại sự việc ông tê chở hai con bằng xe máy ra sân đình lệ mật khi đến khu vực cổng đình ông tê bảo hai con đi vào sân đình gặp ông nội đang có mặt ở đấy còn bản thân quay xe ra về khi người bố thấy con trai tác động đe ngã ra đất thì vào căn ngăn rồi chở hai con về nhà. Lúc trở lại khu vực sân đình lệ mật thì thấy đe có biểu hiện choáng mặt tái nên đã đưa vào Bệnh viện Đa Khoa Đức Giang cấp cứu. Sau đó chuyển Bệnh viện 108 điều trị. Ngày 26 tháng 3, đe được gia đình chuyển về Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Phú Thọ điều trị. Đến ngày 20 tháng 5, gia đình chuyển đe về Bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục điều trị. Ngày 21 tháng 5, đe tử vong. Quá trình điều tra, Công an quận Long Biên xác định có 3 nhân chứng chơi bóng cùng đê và chứng kiến hành vi của Minh, cơ quan công an đã lấy lời khai của các nhân chứng để phục vụ điều tra. Theo kết luận điều tra, Minh bị đề nghị truy tố về tội cố ý gây thương tích, còn ca là đồng phạm. Tuy nhiên, tính đến thời điểm phạm tội, ca hơn 11 tuổi chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Cơ quan điều tra đã thông báo về địa phương nơi cư trú và trường học của ca để phối hợp quản lý giáo dục. Đối với ông T, cơ quan điều tra làm rõ không đồng phạm với hai con trong việc gây thương tích cho nạn nhân. Được cư dân mạng gần đây gắn ghép với cái tên tuyến đường tử thần, cao tốc nội bài Lào Cai thời gian qua liên tục xảy ra các vụ tai nạn thương tâm gây thiệt hại lớn về cả người và của. Và mới đây, vào sáng ngày 15 tháng 8, lại có một vụ tai nạn giao thông trên cung đường này. Theo thông tin bao đầu, vào khoảng 7 giờ 45 phút, ngày 15 tháng 8 tại km 191 còn 510 thuộc địa phận xã Tân An, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến hai người bị thương. Thời điểm trên, xe ô tô tải mang biển kiểm soát 37C15171 đang lưu thông theo hướng nội bài Lào Cai, đến km 191 510 thì bất ngờ mất lái lao xuống cầu khe sang. Vụ tai nạn xảy ra khiến hai người bị thương nghiêm trọng, được người dân đưa đi cấp cứu. Thời điểm xảy ra tai nạn trời mưa lớn gây hạn chế tầm nhìn, đường trơn trượt. Ngay khi nhận được thông tin, đội vận hành một trung tâm điều hành đường cao tốc nội bài Lào Cai và đội tuần tra kiểm soát cao tốc số 1, phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, cục cảnh sát giao thông Bộ Công an đã tới hiện trường để phân luồng và bảo vệ hiện trường. Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Thưa quý vị, liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn giữa 8 chiếc ô tô trên cầu Phú Mỹ xảy ra vào ngày 8 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ trách nhiệm của cá nhân có liên quan. Trước đó vào khoảng 14 giờ ngày 8 tháng 8, tài xế Trịnh Kim Dũng, sinh năm 1988, ngụ tỉnh Kiên Giang, lái ô tô tải chạy qua cầu Phú Mỹ theo hướng từ quận 7 đi thành phố Thủ Đức. Khi đổ dốc cầu Phú Mỹ, tài xế Dũng phát hiện ô tô bị nổ bình hơi thắng xe. Lúc này, xe đang đổ dốc cầu với tốc độ nhanh, khiến tài xế mất kiểm soát và gây ra vụ tai nạn liên hoàn cho 7 ô tô chạy cùng chiều phía trước. Vụ tai nạn khiến các xe hư hỏng nặng, trong đó có ô tô hiệu Volvo bốc cháy, tài xế bị mắc kẹt bên trong. Thời điểm đó, nhiều người đi đường đã có hành động dũng cảm phá kính xe, kéo người gặp nạn ra ngoài trước khi chiếc xe bị thiêu rụi. Tại hiện trường, có 5 xe ô tô con, một xe bồn, một xe đầu kéo và một chiếc xe tải nói trên nằm trải dài một đoạn gần 100 m Sau va chạm, chiếc xe tải này dồn hai xe ô tô con vào đuôi của xe đầu kéo rồi bốc cháy ngùn ngụt. Ngay sau đó, nhiều người đi đường đã tìm cách giải cứu những người bị mắc kẹt trong các phương tiện ra ngoài an toàn. Những tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an thành phố Thủ Đức đã điều khiển phương tiện đến dập lửa nhưng chiếc xe tải và hai ô tô con đã bị cháy rụi. Ngoài ra, vụ tai nạn cũng là một số người bị thương phải đi bệnh viện cấp cứu. Chuyển đến tin tức đáng chú ý khác, dù chỉ là một con nghiện vô công rỗi nghề, thế nhưng Lý Thị Đạnh, sinh năm 2000, lại tự xưng mình là công an chạy án đồng thời thực hiện trót lọt vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Xảy ra mới đây, trên địa bàn huyện Sình Hồ, tỉnh Lai Châu, Trước đó, ngày 5 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Sình Hồ tiếp nhận đơn trình báo của chị Lò Thị P sinh năm 1980, trú tại xã Nông Hẻo, huyện Sình Hồ, về việc bị một đối tượng không rõ lai lịch xưng là cán bộ công an lừa đảo và chiếm đoạt 6 triệu đồng. Cụ thể, sau khi chồng chị P là Lò Văn Chờ, bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Sình Hồ khởi tố tạm giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Ngày 20 tháng 6, chị P nhận được cuộc điện thoại từ một người lạ từ xưng tên là Trường. Cán bộ công an huyện Sình Hồ nói rằng mức án của chờ rất cao và nếu chị muốn giảm nhẹ án cho chồng thì phải gửi 10 triệu vào một tài khoản mà đối tượng cung cấp. Đối tượng không ngừng thúc ép, thậm chí đe dọa chị P. Yêu cầu phải chuyển tiền ngay lập tức, và cấm chị tiết lộ thông tin này với bất kỳ ai. Với hy vọng có thể giảm nhẹ án cho chồng, chị P đã chuyển 6 triệu đồng vào tài khoản mà người xưng là trường đã cung cấp. Sau khi nhận tiền, người này chỉ trả lời qua loa, thời gian gần đây chị P không liên lạc được với đối tượng. Nghi ngờ mình bị lừa, chị đã đến công an huyện để trình báo sự việc bằng các biện pháp nghiệp vụ. Cơ quan điều tra đã nhanh chóng xác định danh tính của đối tượng lừa đảo là Lý Thị Trạnh, sinh năm 2000 trú tại xã Bản Lan, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, là một đối tượng nghiện ma túy đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Sình Hồ khởi tố từ ngày 3 tháng 7 về tội tàn trữ trái phép chất ma túy. Tại cơ quan công an, Đạnh khai nhận toàn bộ hành vi của mình, hiện công an huyện Sình Hồ tiếp tục điều tra xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, mới đây mạng xã hội xôn xao trước thông tin món cháo lương, một đặc sản nổi tiếng của Nghệ An, được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Thế nhưng cũng ngay sau đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã lên tiếng và cho biết đây là thông tin sai sự thật. Ngày 14 tháng 8, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có công văn gửi Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị xử lý thông tin xuyên tạc sai sự thật theo đó thực hiện luật di sản văn hóa quy định về việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia theo đề nghị của chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương ý kiến quyết nghị của hội đồng thẩm định hồ sơ khoa học di sản Ngày 9 tháng 8 năm 2024, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ban hành các quyết định công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với 15 hồ sơ di sản. Trong danh sách này có Tri thức dân gian Phở Nam Định, tỉnh Nam Định, Tri thức dân gian Mỹ Quảng, tỉnh Quảng Nam, Tri thức dân gian Phở Hà Nội, thành phố Hà Nội, các quyết định nêu trên được Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, cộng đồng, chủ thể, đại diện di sản hưởng ứng tích cực là biện pháp động viên cộng đồng tiếp tục bảo tồn, duy trì, thực hành và phát huy tinh hoa nghề. Tuy nhiên, ngày 14 tháng 8, mạng xã hội đưa thông tin Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành quyết định số 3737 trên quy đề BVHTTGL ngày 9 tháng 8 năm 2024 về việc công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Theo đó, cháu lương tỉnh Nghệ An được vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Thông tin này được đăng tải trên nhiều tài khoản Facebook. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định đây là thông tin xuyên tạc, sai sự thật, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của Bộ. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ban Truyền giáo Trung ương, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông xác minh đối tượng làm giả văn bản của cơ quan quản lý nhà nước và đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành. Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, giữ chức vụ Cục trưởng A03 thiếu nữ hít 15 quả bóng cười trong 3 ngày liên tiếp. Khởi tố bắt tạm giam tài xế xe tải gây tai nạn ở cầu Phú Mỹ. Cô gái 20 tuổi bỏ mạng do người tình đã có vợ, dọa tung clip nhạy cảm. Bất ngờ lý do của nữ tài xế lái ô tô đi ngược chiều ở Hà Nội. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube của chúng tôi. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình. Còn bây giờ mời quý vị theo dõi phần thông tin chi tiết. Thưa quý vị, sau nhiều thành tích đạt được trong thời gian qua, mới đây, Bộ trưởng Bộ Công an điều động bổ nhiệm Thiếu tướng Đinh Văn Nơi giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ A03. Ngày 15 tháng 8, Cục An ninh chính trị nội bộ Bộ Công an tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động đối với Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ. Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu tại lễ công bố. Tại buổi lễ, đại diện cục tổ chức cán bộ đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ Bộ Công an. Thừa ủy quyền của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đã trao quyết định tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Đinh Văn Nơi. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng chúc mừng Thiếu tướng Đinh Văn Nơi nhận nhiệm vụ mới. Thứ trưởng Phạm Thế Tùng ghi nhận, biểu dương trong quá trình công tác, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi luôn gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, thể hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành mọi mặt công tác của đơn vị, địa phương, được lãnh đạo các cấp và cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, địa phương tín nhiệm, đánh giá cao trên cương vị ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy bí thư đảng ủy giám đốc công an tỉnh an giang ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy bí thư đảng ủy giám đốc công an tỉnh quảng ninh đồng chí đinh văn nơi đã cùng tập thể ban thường vụ đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh an giang tỉnh quảng ninh thực hiện tốt công tác tham mưu cho tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh an giang tỉnh quảng ninh Đảng ủy Công an Trung ương lãnh đạo bộ phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân giữ vững ổn định an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đinh Văn nơi đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị của Công an tỉnh làm tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật khác, đồng thời thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng của Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh thứ trưởng phạm thế tùng đề nghị thiếu tướng đinh văn nơi với cương vị bí thư đảng ủy cục trưởng cục an ninh chính trị nội bộ tiếp tục không ngừng nỗ lực phát huy bản lĩnh chính trị năng lực công tác tinh thần trách nhiệm đoàn kết thống nhất cùng tập thể đảng ủy lãnh đạo cục an ninh chính trị nội bộ lãnh đạo chỉ đạo đơn vị tổ chức triển khai có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm an ninh chính trị nội bộ theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu bộ giao. Đối với tập thể Đảng ủy, lãnh đạo cục an ninh chính trị nội bộ, thứ trưởng Phạm Thế Tùng yêu cầu cần tiếp tục đoàn kết, đồng lòng và hỗ trợ thiếu tướng Đinh Văn Nơi thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trong bảo vệ an ninh quốc gia. Đồng thời, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, mối đoàn kết nội bộ và quan tâm bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ lãnh đạo và cán bộ cảnh sát kế cận trong đơn vị ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ chiến sĩ cục an ninh chính trị nội bộ trên các mặt công tác của đơn vị thời gian qua. Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đề nghị cán bộ chiến sĩ của đơn vị tiếp tục phát huy trí tuệ, năng lực, sở trường, đoàn kết, tham mưu để đồng chí Đinh Văn nơi và tập thể Đảng ủy lãnh đạo cục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao của đơn vị trong niềm vinh dự vui mừng và xúc động thiếu tướng đinh văn nơi trân trọng gửi lời cảm ơn đến bộ trưởng lương tam quang và các ban ngành thiếu tướng đinh văn nơi xin hứa luôn tận tâm tận lực đem hết khả năng trí tuệ tâm huyết chung sức đồng lòng cùng tập thể đảng ủy lãnh đạo cục an ninh chính trị nội bộ đoàn kết thống nhất khắc phục mọi khó khăn quyết tâm nỗ lực cao nhất với tinh thần dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao Tiếp theo chương trình xin được chuyển sang các thông tin khác. Vừa qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận bệnh nhân nữ sinh năm 2008, nhập viện trong tình trạng yếu chi trên, liệt chi dưới, không đi lại được sau khi hít 15 quả bóng cười liên tục trong 3 ngày. Đây không phải trường hợp đầu tiên xảy ra, nhưng hiện ngày càng có nhiều các bệnh nhân trẻ tuổi là nạn nhân của việc hít loại khí nitro oxide. Theo đó, bệnh viện tiếp nhận một thiếu nữ ở Vĩnh Phúc trong tình trạng yếu hai chi trên, liệt hai chi dưới, không đi lại được sau khi sử dụng 15 quả bóng cười. Cô gái cho biết bản thân có tiền sử khỏe mạnh, nhưng hai tuần trước cô đã sử dụng 15 quả bóng cười trong vòng 3 ngày. Sau đó cô thấy tê bì tứ chi hay bị chuột rút, giảm cảm giác chân tay hai bên, tình trạng yếu chi tiến triển tăng dần dẫn đến không vận động được hai chân. Theo bác sĩ, bệnh nhân được chẩn đoán tổn thương thần kinh ngoại vi giai đoạn bán cấp do lạm dụng bóng cười gây nên tình trạng tê bì giảm cảm giác tứ chi liệt mềm chân cơ lực 2 trên năm gặp khó khăn trong vận động không thể đi lại phải di chuyển bằng xe lăn các bác sĩ chỉ định điều trị cho bệnh nhân bằng thuốc tăng dẫn truyền thần kinh vitamin b 12 liều cao sau 10 ngày bệnh nhân đã cải thiện các triệu chứng lâm sàng đi lại vận động được đỡ tê bì sức cơ chi trên 5 trên năm sức cơ chi dưới hai bên bốn 5 trên 5. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và được xuất viện, duy trì thuốc ngoại trú, hẹn tái khám tại chuyên khoa thần kinh. Theo tiến sĩ, bác sĩ Lê Thị Bích Thủy, trường khoa nội thần kinh, cơ xương khớp, bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, ngộ độc khí nitơ oxit do lạm dụng hít bóng cười trong thời gian dài có thể dẫn đến thoái hóa thần kinh bán cấp do bất hoạt vitamin B12, từ đó gây nên những tổn thương thần kinh kéo dài và khó phục hồi. Các chuyên gia cho biết, Bóng cười thực chất là những trái bóng được bơm khí nitơ oxit. Sau khi hít khí này, cơ thể có cảm giác tê tê, phấn khích, cười ngả nghiêng. Tuy nhiên khí nitơ oxit khi vào cơ thể gây ảnh hưởng trực tiếp tới hệ thần kinh và tim mạch. Ngoài ra, việc cười quá mức liên tục do hít bóng cười cũng có thể gây ngạt do thiếu oxy và nếu trên cơ địa có bệnh đường hô hấp thì rất nguy hiểm, có thể bị ngạt, suy hô hấp. Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại cầu Phú Mỹ vừa qua, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam tài xế xe tải trong vụ việc. Trước đó tài xế khai rằng nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn do xe mất phanh khi xuống dốc. Như thông tin đã đưa trước đó, vụ tai nạn xảy ra lúc 14 giờ 40 chiều mùng 8 tháng 8 trên tuyến đường Võ Chí Công, ngay dưới chân cầu Phú Mỹ, phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức, hướng từ quận 7 về thành phố Thủ Đức, giữa 8 ô tô. Hậu quả, ba ô tô cháy tại hiện trường, lực lượng chức năng dập lửa hoàn toàn lúc 16 giờ 10. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Khi tai nạn xảy ra, có nhiều người mắc kẹt trong các ô tô, được người đi đường giải cứu thành công. Bước đầu công an xác định, người gây tai nạn là ông Trịnh Tiến Dũng, tài xế xe tải. Tương trình với công an, tài xế Dũng cho biết, ông điều khiển xe tải chở thức ăn cho tôm hùm, khởi hành lúc 4 giờ 30 sáng mùng 8 tháng 8, từ thành phố Rạch Giá, Kiên Giang đến thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Tài xế khai, tôi qua cầu Phú Mỹ để sẽ vào đường Nguyễn Thị Định, từ đó vào cao tốc Long Thành, dầu dây, nhưng khi vừa đổ dốc cầu thì xe mất phanh, tôi nghe tiếng nổ lớn ở phía dưới, cảm giác là bị bể ống hơi của hệ thống phanh xe, xe theo chớn lao xuống dốc cầu. Lúc xe mất phanh, tôi cố đánh lái để xe va vào giải phân cách trên đường, nhưng không thành. Xe cứ thế lao đi, tôi đánh lái qua lại để tránh các ô tô phía trước. Chân vẫn đạp phanh liên tục nhưng không có tác dụng, cũng theo tài xế Dũng, kể từ khi xe bị nổ hệ thống phanh, ông điều khiển thêm 100 mét nữa xuống dốc cầu và gây tai nạn, dồn hàng loạt ô tô dưới chân cầu. Ngày 15 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam ông Trịnh Tiến Dũng, 35 tuổi, về tội vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ. Các quy định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra và làm rõ. Xin được chuyển sang các thông tin về an ninh trật tự đáng chú ý khác. Vào đầu năm 2024, một cô gái ở Ninh Thuận bất ngờ phát hiện người tình đã có vợ con. Tuy nhiên khi cô gái yêu cầu chia tay thì đối tượng dọa tung clip nhạy cảm khiến nạn nhân nghĩ quẩn mà đã có quyết định dại dột. Mới đây, nam đối tượng bị bắt giữ để điều tra về hành vi bức tử Cụ thể, ngày 15 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận Nam, Ninh Thuận, thông tin, đơn vị đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Văn Long, sinh năm 1984, trú tại thôn Lạc Nghiệp 2, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, để điều tra về hành vi bức tử. Kết quả điều tra ban đầu, cơ quan điều tra xác định Đỗ Văn Long là người đã có gia đình, nhưng từ đầu năm 2023, Long lén lút quan hệ tình cảm với một người tên L, 20 tuổi, trú tại xã Cà Ná, huyện Thuận Nam. Trong thời gian này, Long kiểm soát mối quan hệ, buộc L phải làm theo các yêu cầu của mình, không cho phép L quan hệ tình cảm với người khác. Đầu năm 2024, khi biết L muốn chấm dứt với mình và có tình cảm với người khác, nên Long nhiều lần đe dọa tung clip riêng tư, báo cho gia đình hai bên biết về mối quan hệ và dọa sẽ sát hại cô, khiến L đã đưa ra quyết định liều lĩnh, nghĩ quần vào cuối tháng 3 năm 2024. Tại cơ quan công an, Long đã khai nhận về hành vi của mình. Hiện vụ việc đang được củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật. Mới đây, trên mạng xã hội đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh một nữ tài xế lái ô tô chạy ngược chiều trên đường phố Hà Nội, gây phẫn nộ dư luận. Trước hành vi này, nữ tài xế đã được mời lên cơ quan công an làm việc. Tại đây, tài xế khai nhận cho xe đi ngược chiều để tránh ùn tắc. Cụ thể, sáng 14 tháng 8, Mạng xã hội có đăng tải video clip xe ô tô Mazda CX-5 màu trắng do một nữ tài xế điều khiển đi ngược chiều tại gần ngõ 592 đường Trường Trinh, trong khung giờ cao điểm gây mất an toàn giao thông và làm cản trở giao thông tại khu vực. Ngay khi nắm được thông tin, đội cảnh sát giao thông số 3 xác minh làm rõ ô tô trong video clip được đăng tải có biển kiểm soát 30E-152XX. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đến 15 giờ 50 cùng ngày, đội cảnh sát giao thông số 3 đã mời người điều khiển xe ô tô nêu trên đến làm việc. Tại cơ quan công an, chị DTT sinh năm 1988 thừa nhận hành vi điều khiển xe ô tô đi ngược chiều trên đường Trường Trinh. Chị cho biết do vào giờ cao điểm buổi sáng, thấy đường đông nên đã quay xe đi ngược chiều để tránh ủn tắc. Căn cứ tài liệu xác minh, đội cảnh sát giao thông số 3 đã lập biên bản vi phạm hành chính với chị DTT vì hành vi vi phạm đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều, tạm giữ giấy phép lái xe để xử phạt. Với hành vi trên, chị T bị xử phạt 5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng. Thông tin về quy định xe máy sẽ phải kiểm định khí thải từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 vẫn đang nhận về nhiều sự quan tâm của người dân bởi đây hiện đang là phương tiện di chuyển chủ yếu của phần đa người dân Việt Nam. Theo tôi thì lên làm nhé, vì thực tế là ô tô cũng phải kiểm định khí thải, tại tại sao xe máy lại không phải kiểm định và trong đó xe cũ lát rất là nhiều, xe tự chế, cái đấy là một phần nó gây ô nhiễm và nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Trước tiên ấy, cái vấn đề mà kiểm định khí thải, ấy. thì theo tôi nghĩ thì nó phải làm thí điểm trước, sau mình nhân rộng lên cho các vùng khác, vì cái này không phải là một sớm một chiều mà làm được đúng không? Mình đồng tình về cái việc à? kiểm định xe máy nhưng mà tuy nhiên thì mình thấy cần phải xem xét chặt chẽ về những quy định và điều kiện liên quan bởi vì là có những cái xe thì đúng là chưa đủ điều kiện để có thể lưu thông ngoài đường thế nhưng mà cũng vì cuộc sống mưu sinh của nhiều người thì em nghĩ là cũng cần phải có hỗ trợ để có thể giúp mọi người dân cải tạo xe cho khí thải đặt chuẩn trước thông tin này tiến sĩ nguyễn xuân thủy nguyên giám đốc nhà xuất bản giao thông bộ giao thông vận tải cho rằng cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện kiểm định khí thải bởi giải pháp này có thể sẽ đem lại nhiều lợi ích tích cực đây là một cái yêu cầu bức thiết và phải cần phải làm ngay tuy nhiên với cái số lượng mà hàng chục triệu cái phương tiện nhất là xe máy thì cái việc đó phải được tổ chức một cách khoa học một cách hợp lý và một cách thực tế ví dụ như là vấn đề là kiểm định xe máy thì nên có những cái lộ trình như thế nào chứ không thể là một lúc mà kiểm tra hết được năm bảy chục triệu cái xe máy được thời gian đó, lực lượng đâu hạ tầng đâu mà kiểm tra cho nên là tôi nghĩ là các cơ quan chức năng phải bàn bạc phải nghiên cứu là sớm để mà triển khai cái này để mà đảm bảo là quá trình mà kiểm tra cái khí thải xe máy ô tô nó được thực hiện sớm thực hiện hợp lý và phù hợp với điều kiện của của Việt Nam vì mỗi mỗi ngày hàng triệu xe máy thải ra cũng rất lớn cái lượng khí độc ra xã hội nhất ở các đô thị. Nguyên giám đốc nhà xuất bản Giao thông, Bộ Giao thông Vận tải cũng cho biết, Cơ quan quản lý chuyên ngành phải nghiên cứu, đánh giá để đưa ra ngưỡng chất lượng khí thải phù hợp, bởi nếu đặt ra ngưỡng quá cao có thể dẫn đến nhiều phương tiện phải sửa chữa, thay thế, gây xáo trộn đời sống của người dân và khó khăn cho xã hội. Nằm trong lòng di sản Vịnh Hạ Long, cách đất liền khoảng 16 km, vùng viêng được bao bọc xung quanh bởi những dãy núi cao với cổng làng là khoảng không giữa núi đá có hàng triệu năm tuổi. Từ năm 2014, nhằm giúp ngư dân có cuộc sống ổn định hơn, chính quyền địa phương đã bố trí di chuyển người dân lên đất liền sinh sống, bảo tồn làng trái nguyên trạng để phát triển du lịch. Hiện 27 hộ dân vẫn đang nuôi trồng thủy sản, kết hợp làm du lịch tại vùng Viêng. Hôm nay trăm, trăm lên để xem cá, thì mình nuôi trồng ăn uống sinh hoạt kiểu gì. Đến vùng Viêng, du khách có thể treo thuyền kayak, đi thuyền nan, lượn một vòng quanh làng, tận hưởng sự yên bình. Theo thống kê của Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, trong 7 tháng đầu năm 2024, làng trài Vung Viêng đã đón 39.049 lượt khách. Đây là một uh, trong những cái làng trài mà đẹp nhất mà tôi đã từng đến và đây là một nơi mà mọi du khách đều nên đến. Cảnh rất là đẹp, núi non, biển trời, mọi thứ đều rất yên bình. Những cơn mưa chiều tối bất ngờ ập xuống mà không báo trước là đặc trưng của khí hậu ở huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam mùa này cách đây gần 4 năm, cũng sau nhiều cơn mưa lớn bất chợt như thế, đã kéo theo trận sạt lở kinh hoàng, làm 22 người dân xã Trà Len, huyện Nam Trà My, chết và mất tích. Nhiều ngôi nhà, làng mạc bị chôn vùi. Chị Hồ Thị Nang, 28 tuổi, người dân tộc Bờ Nông, đã mất đi người thân và nhà cửa sau trận sạt lở kinh hoàng này. Đầu năm 2021, chị Nang cùng gia đình về tái định cư tại làng Bằng La được nhà nước cấp đất đơn vị hảo tâm xây nhà. Đến nay cuộc sống đã có nhiều đổi thay tích cực. Số vụ hồi trước cũng xa thôi, thứ hai sơ sạch lỡ nhưng mà cũng biết thật lỡ không mà bọn em cũng sợ. Còn không 18, không 19 ở cũng ổn, tới không 20 thì bọn em lại bị như rứa muốn em về đây thì thấy ông đến nhà cửa thì cũng cũng sợ chứ nhưng mà tam sát thì gần đi thì xin thuốc thì, thì, dễ từ năm 2017 đến nay huyện Nam Trà My đã xây dựng 65 khu dân cư với gần 3.000 hộ dân ở vùng có nguy cơ sạt lở kể cả người nghèo các khu dân cư mới được xây dựng ở địa bàn bằng phẳng cao ráo có đất sản xuất để người dân an cư. Thì theo dự báo uh, khí tượng thủy văn thì năm nay có thể là mưa lớn rất lớn. Do đó mà phía uh, băng di đạo phòng chống thiên tai cứu tiền nguyên nặng của huyện đã triển khai cái phương hướng nhiệm vụ năm bốn rồi. Và trong đó chúng tôi chú trọng cái thứ nhất là sử dụng lực lượng bốn tại chỗ. Chúng tôi đã có phương án là hiện nay đã chuyển gạo về cho ủy ban quốc xã nếu như mà nó bị tắt đường Rồi nơi kia mình có cái nguồn lương thực về chỗ đó mình cấp cho dân là địa phương thường xuyên phải gánh chịu những hậu quả nặng nề của thiên tai đặc biệt là sạt lở núi huyện Nam trà my tỉnh quảng nam đã học cách thích nghi sống chung với thiên tai bên cạnh các biện pháp phòng ngừa nhất là trong thời điểm mùa mưa bão đang đến gần từ đầu tháng 8 cho đến hết tháng 9 năm 2024, cảnh sát giao thông tỉnh Bình Định sẽ đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát trên mọi tuyến đường, mọi phương tiện để đảm bảo an toàn giao thông. Trong đó sẽ tập trung vào xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ma túy. Theo chân lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ tuyến Quốc lộ 19, Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Định tuần tra kiểm soát trong những ngày đầu triển khai đợt cao điểm. Báo Lao động ghi nhận hàng chục trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong đó có một số trường hợp vi phạm nồng độ cồn kịch khung, quanh co, không chấp hành. Sau 7 ngày ra quân, Cảnh sát Giao thông tỉnh Bình Định đã xử lý hơn 1.300 trường hợp vi phạm với số tiền phạt hơn 3,2 tỷ đồng, tước giấy phép, chứng chỉ hành nghề 231 trường hợp, tạm giữ hơn 440 phương tiện. Trong đó có 326 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tăng 131 trường hợp. Việc thường xuyên tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý vi phạm của lực lượng Cảnh sát Giao thông cũng khiến người dân ý thức hơn trong việc chấp hành luật an toàn giao thông hiện tại thì uh, hiện tượng là xây xỉn rồi tông là rất là nhiều gây tai nạn nên là anh em là thứ nhất là công nhân thứ hai là cũng là người tham gia giao thông thì tuyệt đối là không sử dụng rượu bia trước khi đi uh, tham gia giao thông việc sử dụng rượu bia ấy, khi tham gia giao thông đấy thì nó cực kỳ nguy hiểm cả người lái lẫn là người tham gia giao thông thì khi sử dụng rượu bia mình không kiểm soát được bản thân về tốc độ cũng như là tầm quan sát mình là kém lúc này hơn cái lúc bình thường nên là lúc đấy ấy, thì dễ gây ra tai nạn dù có đi chậm hay đi nhanh mình tuyệt đối ủng hộ với đảng và nhà nước về vấn đề cấm tuyệt đối sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Sử dụng rượu bia thì không lái xe hay không. Xe khi uống rượu bia thì mình đón taxi giờ hoặc là nhờ bạn bè chơi chơi. Trao đổi với lao động, thượng tá võ văn chín, trưởng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình định cho biết, trong thời gian triển khai đợt cao điểm, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ kiểm tra bất kể các khung giờ, bất kể ngày đêm để xử lý vi phạm. Trong đó tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy, theo thượng tá Võ Văn Chín, trong 10 ngày đầu ra quân, số trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ma túy tăng hơn so với bình thường, có ngày xử lý hơn 180 trường hợp. Do đó, thời gian tới, lực lượng sẽ tăng cường ra quân xử lý để đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn. Hiện nay, việc chuyển đổi phương tiện giao thông công cộng và cá nhân sang các phương tiện sử dụng nhiên liệu sạch có tác động trực tiếp đến bộ mặt giao thông, đặc biệt là giao thông đô thị. Tuy nhiên, theo nhiều doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong lĩnh vực này, mặc dù nhận được sự quan tâm từ chính phủ, nhưng hiện nay các doanh nghiệp vẫn đang gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận thị trường và bài toán về cơ chế chính sách. Khó khăn đầu tiên của chuyển đổi xanh, đấy chính là cái chính sách hiện tại chủ, chủ trương chúng ta rất mạnh mẽ, nhưng mà chúng ta đang thiếu những cái chính sách à, cụ thể và đủ hấp dẫn và đủ với sự mạnh mẽ để tạo được cái cú hích về sự chuyển đổi sang giao thông xanh và các lĩnh vực à, kinh tế xanh khác. Và à, nếu mà so với các nước trong khu vực thì chúng ta đang chậm hơn các nước trong khu vực trong cái việc đưa ra chính sách vì nhiều lúc quốc tế dành cho chúng ta nhiều ưu đãi nhưng mà chúng ta có cái cơ chế để hấp thụ được cái ưu đãi này hay không thì là một cái câu chuyện khác những chiếc xe mới với sử dụng các loại công nghệ nhiên liệu mới thì nó chưa được phổ biến rộng rãi với mọi người và cái sự chấp nhận của mọi người nó chưa được cởi mở thì đối với xe ô tô điện thì nhập khẩu thì cũng có các cái chính sách nó ưu đãi hơn thế nhưng mà hiện tại mà để mà phát triển được ô tô điện tại thị trường Việt Nam thì tôi nghĩ rằng là cần sự hỗ trợ của chính phủ để có thể là hỗ trợ thêm các chính sách giúp cho khách khách hàng để có thể dễ dàng tiếp cận hơn với những chiếc xe năng lượng mới và thêm nữa thì cái việc phát triển hạ tầng cũng rất là quan trọng thì tôi cũng hy vọng rằng chính phủ và các bộ ban ngành cũng sẽ chung tay để có thể phát triển hạ tầng trong thời gian tới. Trước vấn đề này, tiến sĩ Hà Huy Ngọc, Viện Kinh tế Việt Nam nhận định sẽ ngày càng có thêm nhiều chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, các nhà đầu tư và cả người tiêu dùng trong lĩnh vực kinh tế xanh bởi đây sẽ là xu thế tất yếu của toàn xã hội trong tương lai hiện nay thì nó bị trồng lấn rất là nhiều cái văn bản vi phạm pháp luật mà để sửa những cái cái văn bản vi phạm pháp luật cho các cái ngành kinh doanh tranh thì nó mất rất là nhiều thời gian và chính phủ cũng đang rất là quyết liệt đang vào cuộc các bộ ngành vào cuộc để đà thoát những cái mâu thuẫn những cái điểm chưa thống nhất trong văn bản vi phạm pháp luật để cho các cái doanh nghiệp đặc biệt là những cái doanh nghiệp mà mà đầu tư vào ngành kinh doanh tranh tôi nghĩ là các nhà đầu tư có thể bình tĩnh bình tĩnh hơn một chút có thể chờ thời có thể là nước sang mà 2025 khi các quy định pháp luật được hoàn thiện hay là hiện nay thì chúng ta đang chuẩn sắp ban hành cái hệ thống phân loại xanh phân loại xanh là các phân loại các cái ngành 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 kinh tế xanh mà khi mà khi mà phân loại xong thì có những cái chính hỗ trợ ví dụ các cái luồng tín dụng xanh cho các nhà đầu tư khi mà họ đầu tư vào kinh tế xanh chẳng hạn tiến sĩ hà huy ngọc cũng cho biết việc chuyển đổi xanh sẽ là động lực cho quá trình định hướng mục tiêu phát thải dòng bằng không vào năm 2050 của việt nam tuy nhiên để nhanh chóng tiệm cận được mục tiêu này cần phải thực hiện một cách đồng bộ và hiệu quả Chi trả lương hưu qua tài khoản cá nhân từ ngày 1 tháng 9 cụ thể ra sao? Mới đây, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có công văn 2646BHXHTCKT năm 2024 về việc triển khai cơ quan bảo hiểm xã hội chuyển tiền chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua tài khoản cá nhân cho người hưởng. Theo đó, từ ngày 1 tháng 9 năm 2024 sẽ thực hiện phương thức chuyển tiền trực tiếp cho tất cả các đối tượng nghỉ hưu tại 63 tỉnh thành. Trong quá trình thực hiện tại một số bảo hiểm xã hội tỉnh, có trường hợp người hưởng đăng ký thông tin tài khoản nhận tiền không chính xác, như sai số tài khoản, đăng ký bằng số thẻ ATM, ví điện tử, dẫn đến việc cơ quan bảo hiểm xã hội không chuyển được tiền chế độ cho người hưởng. Để đảm bảo quyền lợi cho người hưởng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn như sau: một, theo quy định chi tiết tại điểm B khoản 3 điều 18 luật bảo hiểm xã hội, người lao động có quyền nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội đầy đủ, kịp thời theo một trong các hình thức chi trả sau: trực tiếp từ cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc tổ chức dịch vụ được cơ quan bảo hiểm xã hội ủy quyền, thông qua tài khoản tiền gửi của người lao động mở tại ngân hàng, thông qua người sử dụng lao động. Theo đó, việc nhận chế độ thông qua tài khoản tiền gửi mở tại ngân hàng là quyền lợi của người hưởng đối với việc đăng ký nhận tiền qua số thẻ atm tiền, ví điện tử không được quy định trong luật bảo hiểm xã hội. 2. Đối với các trường hợp đăng ký sai thông tin tài khoản dẫn đến việc cơ quan bảo hiểm xã hội không chuyển được tiền cho người hưởng, bảo hiểm xã hội tỉnh phải cập nhật hàng giờ để xác định những người hưởng vướng mắc về số tài khoản chưa nhận được tiền. Cán bộ bảo hiểm xã hội liên hệ với người hưởng để thông báo việc số tài khoản không hợp lệ, hướng dẫn người hưởng thay đổi thông tin theo mẫu số 2 CBH bản hành theo quyết định số 166 QĐ Ngay sau khi nhận được mẫu 2 CBH của người hưởng, bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với các ngân hàng thực hiện chuyển tiền ngay cho người hưởng, đảm bảo người hưởng nhận được tiền trong kỳ chi trả tháng 8 năm 2024, không có tình trạng chưa nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội khi kết thúc kỳ chi trả tháng 8 năm 2024 do vướng mắc từ cơ quan bảo hiểm xã hội, chủ động truyền thông cho người hưởng biết, phối hợp thực hiện để đảm bảo quyền lợi hưởng chế độ kịp thời của bản thân người hưởng. 3. Đối với tổ hỗ trợ tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thường xuyên tích cực nắm bắt các vướng mắc trong quá trình chi trả tại các bảo hiểm xã hội tỉnh để kịp thời hỗ trợ xử lý, tổng hợp các tồn tại, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để khắc phục, đảm bảo triển khai hiệu quả các kỳ chi trả tiếp theo. Chịu trách nhiệm về kết quả hỗ trợ các bảo hiểm xã hội tỉnh trong công tác chi trả. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, bảo hiểm xã hội tỉnh kịp thời phản ánh về bảo hiểm xã hội Việt Nam, vụ tài chính, kế toán để được hướng dẫn giải quyết. Từ đầu tháng 8 cho đến hết tháng 9 năm 2024, Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Định sẽ đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát trên mọi tuyến đường, mọi phương tiện để đảm bảo an toàn giao thông. Trong đó sẽ tập trung vào xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ma túy. Theo chân lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ tuyến Quốc lộ 19, Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Định tuần tra kiểm soát trong những ngày đầu triển khai đợt cao điểm. Báo Lao động ghi nhận hàng chục trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có một số trường hợp vi phạm nồng độ cồn kịch khung, quanh co không chấp hành. Sau 7 ngày ra quân, Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Định đã xử lý hơn 1.300 trường hợp vi phạm với số tiền phạt hơn 3,2 tỷ đồng, tước giấy phép, chứng chỉ hành nghề 231 trường hợp, tạm giữ hơn 440 phương tiện. Trong đó có 326 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tăng 131 trường hợp. Việc thường xuyên tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý vi phạm của lực lượng cảnh sát giao thông cũng khiến người dân ý thức hơn trong việc chấp hành luật an toàn giao thông. Hiện tại thì uh, hiện tượng là xây xỉn tông nhau là rất là nhiều, gây ra nạn là anh em là thứ nhất là công nhân thứ hai là cũng là người tham gia giao thông thì tuyệt đối là không sử dụng rượu bia trước khi đi uh, tham gia giao thông việc sử dụng rượu bia ấy, khi tham gia giao thông đấy thì nó cực kỳ nguy hiểm cả người lái lẫn là người tham gia giao thông thì khi sử dụng rượu bia mình không kiểm soát được bản thân về tốc độ cũng như là tầm quan sát mình là kém lúc hơn cái lúc bình thường nên là lúc đấy ấy, thì dễ gây ra tai nạn dù có đi chậm hay đi nhanh mình tuyệt đối ủng hộ với đảng và nhà nước về vấn đề sự cấm tuyệt đối sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông sử dụng rượu bia thì không lái xe phải không? sau khi uống rượu bia thì mình đón taxi giờ, hoặc là nhờ bạn bè chơi chưa? trao đổi với lao động thượng tá võ văn chín trưởng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình định cho biết trong thời gian triển khai đợt cao điểm lực lượng cảnh sát giao thông sẽ kiểm tra bất kể các khung giờ bất kể ngày đêm để xử lý vi phạm trong đó tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn ma túy theo thượng tá võ văn chín trong 10 ngày đầu gia quân số trường hợp vi phạm nồng độ cồn ma túy tăng hơn so với bình thường có ngày xử lý hơn 180 trường hợp. Do đó, thời gian tới, lực lượng sẽ tăng cường gia quân xử lý để đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn. Trách nhiệm của nhà nước khi cấp thông tin đất đai mới nhất Điều 18. Để đất đai 2024 Quy định trách nhiệm của nhà nước trong việc cung cấp thông tin đất đai như sau Bảo đảm quyền tiếp cận của người sử dụng đất và tổ chức cá nhân khác đối với hệ thống thông tin quốc gia về đất đai, theo quy định của pháp luật Ưu tiên lựa chọn hình thức phù hợp với phong tục, tập quán và văn hóa truyền thống của từng dân tộc, từng vùng công bố kịp thời, công khai thông tin thuộc hệ thống thông tin quốc gia về đất đai cho người sử dụng đất và tổ chức cá nhân khác trừ những thông tin thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật thông báo quyết định hành chính, hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai đến người sử dụng đất và tổ chức cá nhân khác bị ảnh hưởng quyền và lợi hợp pháp. Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của báo Loa động. Như thường lệ, sau đây Huyền Trang sẽ cập nhật thông tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai. Thưa quý vị, như quý vị có thể thấy hôm nay ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và rông, cục bộ có nơi mưa rất to. Tuy nhiên, từ chiều nay ngày 14 tháng 8, mưa lớn ở Bắc Bộ có xu hướng sẽ giảm dần. Trong đêm nay và ngày mai ở khu vực Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và rông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 22 đến 32 độ C. Tuy mưa lớn đã giảm nhưng Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy Văn cũng lưu ý, người dân sống tại các khu vực ở Bắc Bộ vẫn cần đề phòng trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Riêng khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ cần phải đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Với khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ở phía Bắc, trong đó có Thanh Hóa và Nghệ An, trời nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, phía Nam có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông ở vài nơi, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 đến 37 độ C. Và dưới đây sẽ là những thông tin chi tiết. <laughs> Kính thưa quý vị, tiếp nối bản tin sẽ là thông tin thời tiết biển. Khu vực quần đảo Hoàng Sa được dự báo tầm nhìn xa trên 10 km, sóng cao từ 1 cho tới 2 m. Khu vực quần đảo Trường Sa tầm nhìn xa trên 10 km, sóng cao từ 0,5 tới 1,5 m. Còn ở trên đất liền thì khu vực thủ đô Hà Nội có thời điểm sẽ hửng nắng trong ngày, có lúc có mưa rào và rông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 đến 33 độ C. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của báo Lao động. Hẹn gặp lại quý vị cùng những thông tin mới nhất trong bản tin tiếp theo. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp quý vị trong các video tiếp theo.